Sinh Nhân xin chào cả nhà mình nha. Hiện bây giờ Sinh Nhân đang đến với thú y Kim Sơn đây cả nhà mình ha. Cũng có đôi khi cả nhà mình hỏi địa chỉ của thú y Kim Sơn thì nhân dịp hôm nay Sinh Nhân đưa cái số điện thoại và số địa chỉ lên cho cả nhà mình xem ha. Cả nhà mình muốn tin tưởng thú y Kim Sơn hay là muốn điều trị các bé thì cứ liên lạc thú y Kim Sơn nha cả nhà mình nha. Hôm nay Xuân Nhân xuống thứ y Kim Sơn là Xuân Nhân đón bé Nghị Lực về nha cả nhà mình nha. Đã chuẩn bị sẵn một cái thùng để đón bé Nghị Lực. Ở nhà thì siêu nhân có nhiều thùng nha cả nhà ha, nhưng mà siêu nhân không có chọn thùng bự, siêu nhân vẫn lấy cái thùng mỗi lần ha. Miễn là mình diệt khuẩn sạch sẽ là siêu nhân xách đi. Không có chọn thùng bự là lý do là siêu nhân không muốn để bé Nghị Lực vô chuồng bự nha, sợ bé vận chuyển bé đi á, bé tán qua tán lại á rồi động tới vết thương ha. Siêu nhân chọn cái này vừa ấm mà vừa gọn cho bé Nghị Lực ha. Còn đây là bé Nghị Lực đây nha cả nhà mình nha. Hôm nay bé đó, bác sĩ nói siêu nhân là bé đủ điều kiện xuất viện nha cả nhà ha, nhưng mà hơi khó tánh. Thôi nè, bà đón về nhà mới ở nè. Vết thương tiến triển rất tốt nha cả nhà mình ha. Đây, cắt chỉ xong hết rồi nha cả nhà mình đó. Còn lại cái dấu thôi chứ mà thật sự ra được đã được mình cắt chỉ hết ha. Đấy, chỉ còn lại ba chân thôi nha cả nhà nha. Siêu nhân xin nói thêm ha, bé Nghị Lực hôm nay siêu nhân đón về sẽ xuống trạm anh 11 nha cả nhà mình nha. Cả nhà mình cũng nói là vợ anh 11 có ở nhà đó, rồi cái như là trực tiếp ở nhà, lúc nào có ở nhà để chăm sóc bé tốt hơn. Đó là một cái thứ nhất, là một cái ưu điểm. Một cái thứ hai nữa thì là bé Nghị Lực cũng được là chị Hương Từ ở cái bè cũng góp phần cái như là trực tiếp cũng như là cứu lấy bé với lại bạn Nguyễn Kim Thoa ha. Thì vì cái cháu này á, siêu nhân đưa bé Nghị Lực về dưới anh 11 luôn là dạy gì á, là dưới anh 11 á, chị Hương Từ ở cái bè đó đã có cứu năm bé gửi ở dưới rồi, thì là muốn đưa bé này về luôn, sống chung với năm bé đó. Mai chiều chị Hương Từ có lên thăm thì thăm một lượt là 6 bé luôn, đại khái như vậy chắc nhà ha. Vì cái cháu này là siêu nhân chọn và xin anh 11 đã dang rộng vòng tay đón nhận bé Nghị Lực rồi nha cả nhà mình nha. Rồi bây giờ siêu nhân sẽ làm thủ tục thanh toán viện phí, siêu nhân sẽ đưa bé Nghị Lực về trạm anh 11 nha cả nhà ha. Không khó chịu nha ông con. Thôi nè ba cứu mà. Thôi mà. Ủa sao tới nay mà bé không có vận chuyển lúc lắc người cỡ người thì được ha bác sĩ? Dạ có. Có cỡ người được không? Không có tự chở người được, nhưng mà bạn ngồi dậy được. Ngồi dậy được không? Được. Cái này trơn quá là không ngồi thôi đúng không? Nhưng mà bạn khó chịu á. Hơi khó chịu à, thì còn đau mà, vết thương thấy vậy vết thương còn đau quá mà. Bạn giật mình đó. Nghĩa là chỉ cần có cái gì đó rơi ở gần bạn thôi, nghe tiếng một phát là bạn sẽ bị giật mình luôn. Hoặc là ai mà đi gần mà chị lúc này là thường nhìn kiểu đề phòng cảnh giác rất là cao. Mà được chích ngừa rồi, một mũi rồi đúng không? Dạ. Bé cũng được theo lời của siêu nhân dặn đó ba cả nhà mình ha. Đã được bác sĩ chích cho một mũi vaccine rồi ha. Về dưới rồi đủ ngày mình sẽ tái chủng thêm một mũi nữa nha. Cái này lông cạo thì mai chiều sẽ ra lại đó cả nhà ha. Thí dụ như mai chiều mà mình chích mà cái mũi thuốc mà thứ hai mà có khác cái này rồi có sao không? Dạ nếu mà chích cùng hãng thì nó sẽ tốt hơn, nếu mà khác cái này, cái này của ai, cái này thuốc này của ai? Cái này là của Zoletic của Mỹ. Của Mỹ đúng không? Vaccine của Mỹ đúng không? Dạ đúng rồi. Bảy bệnh phải không? Dạ. Rồi nói chung là mai chiều mình chích của vaccine của Mỹ là được chứ gì? Dạ. Rồi. Cái này cùng hãng thì độ bảo hộ vaccine của nó sẽ tốt hơn. Rồi. Cái này là ngày hẹn nè. Tại vì bạn trước giờ không có biết là đã được tiêm vaccine có được chích ngày năm không á, thì năm nay mình nên chích cho bạn 2-3 mũi. Tốt hơn. Hai mũi đi ha. Bên dạ. Ngày hẹn đâu, ngày nào đâu? 29 tháng 12 năm 22.
ngày 29 tháng 12 là chích mũi này. À, là chích mũi nhắc lại. Thôi nè, thuốc sao có ghi trên cái bịch thuốc không? Đây, để em ghi cho. À, ghi rõ lên bịch thuốc cái nào sáng, cái nào chiều, cái nào ăn trước, cái nào ăn sau gì đó. Ừ, cái này là thuốc thoa thoa đúng không? Đó là thuốc thoa. Rồi để Xuân Nhâm sẽ nói bác sĩ ghi trực tiếp lên cái bao thuốc ở nhà mình ha. Cái viên nào là uống sao, viên sáng, viên chiều, cái nào trước khi ăn, sau khi ăn là ghi hết. Xuân Nhâm con ha, để về ba mẹ 11 chăm sóc cho con nghe không? Dễ chịu chút xíu đi nghe không? Vui vẻ xíu. Đau mà sao không có chịu được ở nhà mình, giờ vậy mà sao mà thấy vậy chứ, lành liền vậy chứ mà bên trong vẫn còn đau á, chứ không có đau bên trong đâu. Bạn này về mình đi cách ly riêng ra một chỗ, sợ bạn không có chơi với mấy khác. Khó tính á, nhà khó tính á. Khó tính. Vậy mình nên để cái gì cho nhám nhám cho bạn bắt trớn ngồi dậy đúng không? Chứ còn trơn quá thì đâu ngồi được. Lên người lên mình tập đi, mỗi lần đụng người ra cái này là cái khăn bự á, cái này em đưa về khi nào mà mình muốn tập cho bạn á. À, mình mở cái này to ra làm hai lớp nha. À, bạn giật mình, bạn kiểu như là bạn cắn chơi thôi chứ không phải là cắn thiệt, nhưng mà đôi khi à cái như là mình quá nó cũng có thể cắn đau. À, cái như là mình làm cái gì đó giật mình là quay qua cắn, nhưng mà cắn nhẹ nhẹ thôi, không có cắn mạnh. À, rồi kiểu như là dọa mình đó. À, còn cái khăn này thì giờ trải ra cho bé nằm á hả? Cái này là mỗi lần mà mình muốn tập cho bạn á, mình nâng dậy đó, mình chụm như thế này nè, không có cắn mình được, xong mình nâng bạn dậy. À, đôi khi bạn sẽ tự ngồi dậy, nhưng mà kiểu đôi khi nó lười quá, một hai hôm nó lười quá không chịu ngồi dậy. Rồi. Khăn này dày đó. Rồi. Cái như là cái thế đó là cái thế trùm để đỡ dậy đúng không? Với lại đỡ cái thủ cái thế bé cắn mình á phải không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Cái này cho con làm cho em nha. Rồi cái này là ghi hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn hai ống này kim này có thuốc không? Thuốc uống cái này này. À, thuốc uống đó. 1,5cc này. Cái này cũng 1,5cc. Sáng trưa chiều giờ không hả? Dạ, cứ lúc nào cũng được. Cái này bạn này uống nước nhiều á, thì mình chỉ cần trộn cái này vào trong nước của bạn cho bạn uống là được. 1,5cc hả? Dạ đúng rồi. Hai cái một lượt được luôn hả? Dạ được. À, rồi. Đây là 1,5cc. Thuốc bôi nhưng mà cũng gần lạnh, là cũng gần tính mua thêm, thấy hết muốn mua thêm nhưng mà thấy liền rồi, đâu cần mua thêm đâu. Hết rồi cả nhà mình. Vết thương khô hết rồi. Giỏi dữ vậy nè, nhõng nhẽo dữ vậy nè. Ăn mà thấy đút không à? Dạ. Thích ăn da. Thích ăn da gà. Nếu mà về mà bạn không chịu ăn thì mình mua thịt gà luộc, cho ức gà luộc cho bạn, xong rồi lâu lâu kèm một hai miếng da gà nhự nhự trước. À. Ăn da gà trước. Xong rồi bắt đầu là mới thích thích là mới ăn mấy cái kia. Rồi. Rồi thanh toán tính tiền viện phí cho bé này ha. Dạ rồi. Ngồi đợi mẹ. Rồi, đây là tiền tiền viện phí của bé tiếp tục. Rồi, bác sĩ giải thích cái. À, cái hôm trước là bạn mình tính bill cho bạn hết ngày 4 tháng 12 này hả? Rồi. Thì từ hôm đó là có một bạn tiêm một vaccine bảy bệnh 200 ngàn. Rồi. Cái tiếp liền sẹo được trước là 300. Lưu là tụi em sẽ tính lưu từ ngày 5 tháng 12 cho đến hết hôm qua là ngày 13 tháng 12. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho bạn chi phí là 200 ngàn một ngày. Rồi. Tổng là 9 ngày là 1,8 triệu. Còn thuốc uống về của bạn là sẽ có doxy, điều trị ký sinh trùng máu, canxi với là thuốc bổ gan thận, thì chi phí là hết 440 ngàn. Tổng hết cả cái bill này của bạn là 2,740. Bên em hỗ trợ giảm cho bạn 30%, thì tổng bill này là mình cần phải thanh toán thêm cho bạn là 1,918. Mình đưa cho em 1,9 là được. Rồi. 1,918. Dạ. 1,1 triệu. Dạ. 2 triệu. Hẹn lực về nhé. Rồi cả nhà mình thấy ha, như là vừa rồi thì siêu nhân nói là còn dư được 5 triệu. Vừa rồi là còn dư được 5 triệu, hôm nay mình tiếp tục mình thanh toán vô như vậy là hết 1,9 triệu, cho nó 2 triệu nữa đi, là còn dư được 3 triệu.
dư được 3 triệu với lại cái lẻ là thành dư được 3 triệu mốt, dư bán gì là còn dư 3 triệu mốt, nhưng mà bán phải còn lại chích tiếp một mũi vaccine nữa. Hơn nữa thì vừa rồi thì siêu nhân có ứng ra mua chuồng để vận chuyển bé về. Như vậy thì tính bữa hổm tiền, cái tiền mà siêu nhân ứng ra mua dây ràn chuồng đồ là vận chuyển bé cho nó mấy trăm ngàn, cho nó 500 đi cả nhà nhé, cho nó 500 ngàn đi, thì ở đây 1.9 triệu nè, ở đây 1.9 triệu với 500 ngàn nó đi là 2.4 triệu, 2.4 triệu, 2.4 triệu cho nó 2.5 triệu đi, 2.5 triệu mà 5 triệu trừ 2.5 triệu còn lại 2.5 triệu về nha. Đụng vô nó vậy đó. Rồi anh 11 chịu khó anh xem cái clip này anh ha, bác sĩ đang hướng dẫn cái cách mình chữa trị cho bé đó, chăm sóc vết thương với lại là chăm sóc bé đó, là mình một ngày là phải lật bé 2 lần, một ngày là phải lật bé 2 lần. Ví dụ như mà bé mà có nó ị mà có dính hay là có đi tiểu gì mà có, mà ví dụ như mà có dính người mình phải lau bé, là mình phải đẩy cái khăn lên trên cái đầu cho bé mới làm được. Đây bác sĩ đang hướng dẫn cho anh 11 xem ha. Đó, rồi đẩy lên như vậy là không có thấy được, cái này là mình làm cái này tự nhiên. Dùng cái khăn to to. Dùng cái khăn to to lên. Cái này nó hơi nhỏ. Bé cắn thì có cắn nhưng mà cắn nhẹ, cắn kiểu như cắn hù hù thôi chứ không phải là cắn đau mình. Làm cho mình sợ hù mình thôi. Chăm sóc bé này hơi cực nha cả nhà mình và anh 11 ha. Đây cả nhà mình ha, cuối cùng thì nghị lực đã vô chuồng ha, siêu nhân đã lót đồ rồi, nó im kêu á, về nhà của 311. Rồi mời cả nhà mình đồng hành cùng với siêu nhân đưa bé về trạm Minh 11 nha, hơi xa nha cả nhà mình nha, không có gần đâu. Rồi anh 11 đây cả nhà mình ha, cuối cùng thì siêu nhân cũng đã đưa bé nghị lực tới trạm anh 11 đây cả nhà mình. Dạ rồi, để siêu nhân và anh 11 cho bé xuống đâu đó đàng hoàng hết rồi tâm sự với cả nhà mình nha. Bây giờ anh 11 là anh chuẩn bị chỗ này cho bé nghị lực rất sạch sẽ, viên gạch rất lớn, nhưng mà siêu nhân nói anh 11 lật viên gạch lại cái nhà mình ha, cho nó khỏi trơn. Bé còn đang gượng, đang một cái lúc gượng một cái chân á, đừng có để cái mặt láng lên trên. Đã cho bé nghị lực ra nha cả nhà ha. Để siêu nhân sẽ dặn những cái lời bác sĩ lại cho anh 11 nghe ha. Có nghĩa là anh chịu khó xem cái clip này nè. Xem cái clip này nè, là bác sĩ có hướng dẫn cho mình cách chăm sóc bé đó. Anh xem là anh hiểu là cái như là mình phải lật một ngày 3 lần, lật qua lật lại. Cái mặt dưới này nè. Khỏi hâm á, với lại nó cái mặt dưới nó đang cũng bị tróc á, mình phải tha kem cho nó, tha cái kem trong nó cho nó mặt dưới luôn, lật qua lật lại ngày 3 lần. Nó cắn là cắn nhẹ nhẹ thôi, cắn hù thôi. Nói chung là anh coi cái clip là anh sẽ hiểu, coi cái clip á. Để cái giới kèm mình trước cho nó liền luôn được chưa anh? Đó bây giờ nó là đó, cắt chỉ hết rồi đó, nó liền hết rồi đó, liền ngon lành rồi đó. Cắt chỉ hết rồi, nói chung là cái vết thương này là quá ok rồi đó. Còn cái mặt dưới thì kiểu như là mình phải trở qua trở lại thôi, nó bị hầm, với lại ở dưới nó bị lở chút xíu á, mình phải bôi cái kem. Đâu có kem mà anh Xuân Quỳnh cho em được rồi vậy, anh tha bữa trước bữa sau được khu. Thì trong đây bác sĩ có đưa kem về nè, ăn hơi kén, ăn thịt gà. Thịt gà thì cái như là không cho ăn thịt gà đâu, cũng cho là gà.
nói chung là ăn hơi kén á. Cho ăn thịt heo chứ cho nó tốt rồi. Bé Nghị Lực đã về đến trạm anh 11 rồi ha chị Hương Từ và bạn Nguyễn Kim Thoa ha. Anh 11 sẽ là chăm sóc đặc biệt cho bé, bé thì tự ngồi dậy được nhưng mà mình phải đỡ nữa. Mình phải đỡ lâu lâu phải đỡ lại trở về. Chứ lại tại vì bé nó có tuổi á, nó già đó, nên ra là cái nó không có mạnh như còn trẻ. Nó có tuổi rồi. Chân nó bình thường, hai chân trước nó ngồi vậy được mà. Được, hai chân trước nó lâu lâu nó bác sĩ nó lâu lâu nó gượng nó ngồi vậy được. Bởi vậy mình mới lật cái mặt gạch này cho nó trơn nè, cho nó bám nè. Lực ơi. À chích ngừa một mũi rồi. Chích ngừa một mũi rồi còn 29 tháng 12 chích lại mũi 2. Rồi, để cho bé khỏe đây cả nhà ha. Giá ơi. Giá ơi. Giá à, có giá nè cả nhà mình. Trời ơi đây. Đây là năm đứa con của chị Hương Từ nè nha chị nha. Đây là năm đứa con của chị Hương Từ và ông xã của chị Hương Từ ở Nhật á, cứu năm bé này. Còn bé này là bé chó giá Côn Đảo nha cả nhà mình nha. Đó, bé chó giá Côn Đảo. Có một bé này nó hơi nhát đây. Giá ơi, giá à. Giá nè, giá Côn Đảo nè cả nhà mình. Giá à, giá ơi. Nhớ bà hả? Nhớ hả? Chó giá Côn Đảo đó. Trời ơi, nay mập ú rồi cả nhà mình. Chú giá nè. Nay mập ú luôn á. Trời ơi, ông kẹ ơi, ông kẹ à. Rồi, còn đây là nguyên đám con của siêu nhân đây. Tụi nó đây. Tụi nó đây, nó chờ, nó mừng rồi nãy giờ, nó chờ nãy giờ đây. Đó, đó, đây, đây, đây. Đâu rồi, đứa nào đâu, đây, 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 cắn miếng này nè, tay nè, cắn miếng đi, đó. Đó. Đen đâu. Đen đi quấn nè, cả nhà mình, trời ơi, bữa nay cái lưng nó kìa một lưng. Trời ơi. Thôi, không cần anh, không cần anh. Thôi, đen. Qua bên đây là Siva Chao đây 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 đây. Nó mừng Siêu Nhân rồi. Thôi đây cái đây là bé ăn cắt gà đây, ăn cắt gà đó, bé Trịnh ăn cắt gà đó. Giờ nè đây, giờ ăn cắt gà đây. Đây là con của em Đức Dương nè, đó, còn lại hai đứa thôi. Đây đứa, đó đứa nó kìa, trời ơi, nó cao dữ rồi nè. Trời ơi, nó cao kìa. Đây nè, nó nè. Đó. Đen, có cà nanh quá à, cà nanh quá à. Cắt bé trời đó, nha mình. Đó là bé ăn cắt gà đây nè, em Đức Dương ha, nó còn lại nè. Đó, một đứa nè. Với lại đứa đứng ở trên kìa. Đó, nè, nó nè. Đó. Bữa nay chân của nó cao rồi, nó giống như người mẫu á, nó cao nhông luôn rồi đó. Đó. Còn mấy đứa này là mấy đứa nhỏ mình nó không lớn lên.
Còn bé này là bé chó của chị anh Trầu Phạm Cú đây. Đó, nó nè. Còn nếu ai có muốn mua hồng mít thì là đây. Nó có hồng mít cho chị luôn. Ừ. Hấp bầu á, mấy đứa con hấp bầu đúng rồi, nhìn vô là biết liền luôn. Mấy đứa con hấp bầu đó. Còn hai con mồ côi của mình đây nha cả nhà mình nha. Hai mồ côi mình đây, nó nịnh bà cố luôn. Con đen mỏ nhọn cũng nịnh dữ lắm luôn á. Rồi, con Giang nãy nịnh nè. Giang ơi. Giang à. Nó nè, nó nè. Nó nè, nó nịnh bà cố luôn á. Cái cháu vợ này bé cất gà này bự. Nè. Tóc to bùng sầm ha ha, tự nhiên ăn hết người ta ha. Còn đây nữa nè, nó cao như người mẫu luôn nè. Đó, nó cao như người mẫu không? Đó. Hai anh em đó, hai anh em đứng kế đó. Đó, hai anh em đó, đó. Như người mẫu luôn. Bà mẹ đó, bà đứa tụi nó nịnh dữ vậy, nịnh dữ vậy hả? Ừ, nịnh dữ vậy. Nịnh dữ vậy. Rồi. Trời ơi, còn này cũng giống như bên đây như bật rơi. Hồi đó có chút xíu coi nhà mình. Hồi đó chút xíu coi cho con, hồi đó cứu về cho con. Ừ, nhọc. Nó chung với mấy con này nè, nó chung với mấy con đó đó. Nè. Nó khoáng vậy đó hả? Đúng rồi, nhưng mà là lúc đó nhỏ xíu vậy, nhưng mà nhìn vô là biết nó bự con rồi. Tại vì nó nhỏ nhưng mà cái chân nó bự lắm. Đó thì nó chung với con này nè. Con này là một nè, với lại con bùm xòm kia kìa. Con bùm đó, nó chung đó, nguyên đám đen đen đó, nó chung đám đó. Bữa nay nó bự dày nè, bự bắt ba người ta luôn. Đúng gấp ba người ta luôn á trời. Lúc đó nó nhỏ xíu rồi mà cái chân nó bự. Đen đi quắn rồi cả nhà mình. Đen đi quắn giờ đâu có cửa chứ nó. Ừ, không mà nhỏ hơn nó luôn rồi. Đen đi quắn rồi, nó mập từ hồi giờ mà nó nhỏ hơn, nó không bằng bé này luôn rồi. Nhỏ con hơn rồi. Còn bé này là ngay chỗ nhà Xuân Quỳnh nè. Đúng rồi, ngay chỗ nhà Xuân Quỳnh nè. Còn đám này là đám Cú Lò Mổ nè. Bé này là bé Vũng Tàu nè. Đúng rồi. Bé Vũng Tàu nè. Đây nè, bé Vũng Tàu nè. Chú Nhân nhìn là ra hết. Con này là con đen đuôi thẳng nè. Con này nặng đen đuôi thẳng. Con này nặng đen đuôi thẳng nè. Đó, nó nịnh bà cố luôn á. Nó nịnh dữ lắm. Đây, trời ơi, nó hậu cà rê kìa, đứng nó nhúng. Sao hả, còn có hai anh em à? Ừ. Bốn đứa mà giờ còn hai đứa thôi ba. Cái này mấy trăm rồi? À, một bao là 25 kg. Bao 25 kg nha cả nhà mình và chị Hương Từ ha. Là 3 bao, 5 bao, 6 bao, 7 bao. À, 7 bao là nhiêu? À, 100 nè. 175 kg à, mới có 175 kg thôi. Tiếp tục. Siêu Nhân nói với cả nhà mình nha. À, chị Hương Từ ở Cái Bè gửi 5 bé chó của chị Cú ở đây. Và đồng thời đặc biệt nhất là chị Hương Từ ở Cái Bè này rất thương bé Nghị Lực. Và bé Nghị Lực hôm nay cũng mình cũng đưa xuống đây luôn. Thì chị Hương Từ ở Cái Bè này muốn dành một phần quà đặc biệt cho các bé. Cũng như là trong đây cũng có các bé của Siêu Nhân đó, cái nhà mình ha. Và các bé của chị Hương Từ và giống như là 5 bé của ông xã của chị Hương Từ ở Nhật Cú đó ha. Thì chị Hương Từ dành một phần quà đặc biệt là cho trạm anh 11, là đó là 1 tấn gạo nha cả nhà mình nha. Đó, 1 tấn gạo của trạm anh 11 nha cả nhà mình ha. Rồi, đang chở tiếp một xe nữa nha cả nhà mình và chị Hương Từ ha. Đó. Chưa đủ nữa, còn xe nữa. Rồi, xe này nữa là đủ 500 kg gạo nha cả nhà mình nha. À, lý do tại sao mà Siêu Nhân chỉ kêu 500 kg thôi. À, như vậy nha chị Hương Từ ha. À, chị nói là tặng cho các bé của chị thêm 1 tấn gạo, nhưng mà em chỉ nói anh 11 kêu 500 kg thôi. À, để em sẽ giải thích với chị nha.
Rồi, à, siêu nhân và anh 11 à, xin chào cả nhà mình nha. Xin chào nha. À, clip hôm nay thì để siêu nhân nói rõ với cả nhà mình ha. À, à, siêu nhân đã đưa bé Nghị Lực à, từ ở thú y Kim Sơn về cho anh 11. Thì à, bé Nghị Lực này là được chị Hương Từ là hỗ trợ 10 triệu và bạn Nguyễn Kim Thoa à, ở Mỹ hỗ trợ là 4 triệu là 14 triệu. Vừa rồi á, cái đợt vừa rồi mình thanh toán ở dưới thú y Kim Sơn là hết 8.960.000 à, mà siêu nhân nói là thôi cho tròn 9 triệu là còn dư lại 5 triệu hay cái nhà mình ha. Thì à, hôm nay à, bữa đó thì siêu nhân chưa có đón nha, chỉ thanh toán thôi rồi à, cho bé nằm viện lại. Hôm nay siêu nhân đã xuống à, đón bé về à, vết thương bé thì cả nhà mình cũng đã xem qua ha à, vết thương của bé là tiến triển rất tốt. Bé nói chung là bé khỏe lại, có mỗi cái là hơi lười ăn và hơi khó tánh tí xíu thôi, chứ không phải là khó tánh mà cắn mà để cắn để chứ như là chảy máu mình, không phải cắn hù mình thôi cả nhà mình ha. Thì hôm nay siêu nhân thanh toán ở dưới thú y Kim Sơn là hết 1.900.000 hai cái nhà mình ha. 5 triệu còn lại mình gửi bé từ bữa giờ là dưới thú y là thanh toán cái bill mà nãy siêu nhân đã quay có nhà mình xem rồi đó, là hết 1.900.000. Thì vừa rồi là mình có mua chuồng với dây đồ là mình cứu bé ngay từ lúc đầu đó cả nhà mình ha. Thì cái đó là siêu nhân cho là mấy trăm ngàn thôi, hết 1.900.000. 1.900.000 cho nó cái kia là khoảng 500 đi cả nhà mình ha, là thành 2.4 triệu. Thì 5 triệu mà trừ nó hết 2.4 triệu còn lại là 2.6 triệu. Bây giờ là siêu nhân xin quyết định và xin chị Hương Từ cũng như là chị xin chị Hương Từ ở cái bè như là bạn Nguyễn Kim Thoa ở Mỹ cho phép siêu nhân gửi số tiền còn dư lại cho vợ chồng anh 11 tiếp tục chăm sóc bé. Tại vì bây giờ là bé còn mới được chích một mũi ngừa thôi, còn phải chích thêm một mũi nữa. Và đồng thời là bé hơi kén ăn, mình phải là ưu tiên cái thức ăn cho bé hơi đặc biệt, bé mới lấy lại sức. Một phần nữa thì là bé phải còn dùng đến khăn tả đâu đó cả nhà ha. Cái như là sợ thấm, bé tiểu á, là thấm vô người á, mình kiểu như mình chưa có kịp vệ sinh á, thì như vậy là nó cũng còn hơi tốn tiền chút xíu. Thì siêu nhân xin phép là cho siêu nhân gửi số tiền là 2.6 triệu còn lại cho vợ chồng anh 11 tiếp tục chăm sóc bé. Cái nào là cái đó ha, siêu nhân để siêu nhân làm từ từ để siêu nhân quên cái nhà mình. Một triệu nha anh ha, 2 triệu ha, 2.5 triệu ha, 2.6 triệu ha, rồi là đủ ha. Đó là về cái phần của bé Nghị Lực nha cả nhà mình nha. Rồi siêu nhân xin nói tiếp ha. Cả nhà mình cũng biết là vừa rồi chị Hương Từ ở cái bè có giải cứu 5 bé chó trên đường về Lò Mổ. Cùng cái như là hai vợ chồng chị Hương Từ như là ông xã của chị Hương Từ ở Nhật cái nhà mình ha, hai chồng cùng hợp tác giải cứu 5 bé. Thì siêu nhân đã gửi 5 bé con đó xuống trạm anh 11 mình luôn. Hôm nay mình cũng đưa bé Nghị Lực xuống trạm anh 11 luôn. Có nghĩa là chị Hương Từ gửi ở đây tổng cộng là 6 bé rồi, mà đặc biệt nhất là chị rất là thương cái bé Nghị Lực. Thì hôm nay chị nói với siêu nhân á, dành tặng một phần quà đặc biệt cho các bé cũng như là các bé của siêu nhân gửi như là các con của 11 rồi vậy cả nhà ha. Thì chị Hương Từ nói là cho các bé ở đây 1 tấn gạo nữa. Mặc dù là anh 11 đã nhận được cái phần quà gạo của chị Hương Từ rồi, nhưng mà hôm nay là riêng nha cả nhà mình nha. Cái phần này là 1 tấn gạo này là dành riêng như là ủng hộ tinh thần của anh 11, phụ huynh anh 11 nuôi các bé, giống như là chị đã gửi các con ở đây. Thì em xin phép chị Hương Từ cho em quyết định thay đổi chút xíu, chị cho 1 tấn em đồng ý, nhưng mà em có nói với anh 11 là thôi kêu 500 kg thôi, tại vì là gạo thì nói chung là anh 11 cũng có một mạnh thường quân hỗ trợ gạo cho các bé ăn cũng có nữa. Rồi hơn nữa thì là cứ mình cứ hỗ trợ gạo thì thức ăn các bé ăn bằng cái gì, tại vì thật sự ra các bé của siêu nhân nó cũng kén ăn rồi. Hơn nữa thì các bé của anh 11 cũng vậy, nó cũng kén ăn, đặc biệt nhất là bé Nghị Lực thì không ăn cơm rồi, chỉ ăn thịt và rất là kén ăn. Vì cái chỗ này là em với lại gạo dưới này nó cái giá nó khác, nó không phải là gạo 10.000 như mình quy định hả chị ha. Thì em chỉ nói anh 11 kêu 500 kg thôi, bằng 6 triệu.
có nghĩa là một tấn gạo của chị cho sẽ là 10 triệu, còn dư lại 4 triệu thì gửi 4 triệu đó cho anh 11 để anh 11 làm tiền mà đi mua thịt cá đồ về cho các bé ăn nha nha chị ha. Em nghĩ là chị chắc đồng ý cái cách giải quyết của em ha. Thì 6 triệu tiền gạo siêu nhân đã thanh toán ha, đúng 500 ký rồi. Bây giờ em xin gửi cho anh tiếp tục là 4 triệu còn lại nữa là đúng 1 tấn gạo của chị Hương Từ ha. Anh có đồng ý em giải quyết cách đó không chứ còn dạ. Đúng không? Thì bây giờ dạ. Cũng phải là cho anh mua thịt mua cá rồi dạ. Giờ cho tụi nó ăn chứ đâu phải là gạo không mà tụi nó ăn bằng cái gì. Dạ. Ha. Rồi. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. Rồi. Thì cái này coi như là đủ 1 tấn gạo nha chị Hương Từ nha. Rồi em phải nói chứ là rất là vui khi đưa bé Nghị Lực về xuống như này được. Và bé đã vượt qua hết tất cả. Niềm vui hơn nữa là chị thương các bé ở đây. Chị nói là dành một phần quà đặc biệt cho các bé. Em cảm ơn tấm lòng của chị rất là nhiều nha chị Hương Từ ha. Sau khi cả nhà mình xem được clip này thì có lẽ là siêu nhân của bảy à. Siêu nhân chút xíu nữa siêu nhân sẽ like trực tiếp cho cả nhà mình xem. Thì đây là cái số tiền còn dư của bé Nghị Lực và cái số gạo của chị Hương Từ coi như là mua 500 kg còn dư lại giao lại cho anh ha. Dạ rồi. Nói chung thì 11 gia đình 11 và các bé 11 cũng không biết nói gì hơn. Thì vợ chồng 11 thành thật cảm ơn anh siêu nhân anh Trương Quỳnh bấy lâu nay luôn luôn làm việc cầu nối tạo điều kiện cho các mạnh thường quân trong nhà ngoài nước biết đến trạm 11. Thì nói chung á, 11 á, nuôi các bé ở đây cũng vì tình thương một phần nào đó. Vì bị á, tình thương thì mình cũng phải có tiền mình mới có tình thương đầy đủ cho các bé. Nhưng 11 có cái tình thương, nhưng mà 11 cái khả năng của 11 thì nó giới hạn không có đủ lo. Thì luôn luôn được hai anh kêu gọi các mạnh thường quân biết đến và luôn luôn giúp đỡ, quan tâm cho trạm 11, cho các bé của 11 luôn luôn được no ấm từ hôm dịch bệnh tới nay. Thì các bé nhà mình nói chung là hình dung bây giờ, thời buổi bây giờ thì các bé nhà mình là sống là nhờ được cái đồng tiền của mạnh thường quân trong nước và ngoài nước giúp đỡ thôi. Còn gia đình của 11 thì luôn luôn là bỏ công sức ra để tạo điều kiện cho các bé được tốt và chăm sóc các bé tốt thôi, chứ tiền mạnh thường quân đo toàn bộ từ A tới Z hết. Thì 11 xin thay mặt các bé và gia đình 11 rất cảm ơn chị Hương Từ đã bấy lâu nay giúp đỡ cho trạm 11. Bữa nay là lần thứ hai là các bé được thêm 1 tấn gạo là cái phần ưu tiên cho các bé gia đình 11. 11 rất hoan nghênh và 11 xin kính chúc gia đình của chị được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Và 11 cũng xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước bấy lâu nay luôn luôn giúp đỡ cho trạm 11, từ gia đình 11, con cái 11 tới 11 bệnh hoạn, các bé nhà 11 thì các mạnh thường quân lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc tận tình, lo lắng từ đồng tiền này nọ điện về hỏi thăm lom. Thì 11 xin đội ơn tất cả các mạnh thường quân rất nhiều. Thì 11 xin hết. Thôi siêu nhân xin tạm khép clip này lại ha. Cuối clip siêu nhân cũng xin là mến chúc và quý ông bà cô bác anh chị em mình trên mọi miền đất nước luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an ha. Xin chúc quý ông bà cô bác anh chị em mình chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc nha. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị em mình rất nhiều ha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Hẹn cả nhà mình trong những clip tiếp theo ha. Bye bye cả nhà mình.